Xin chào 500 anh chị em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ về concept 1000 fan cứng, 1000 true fans. Cái concept này mình đã chia sẻ trong một cái clip lần trước, nhưng mình xin phép tóm tắt lại cho những anh chị em chưa xem. Tức là thế này, concept này đã được Kevin Kelly đưa ra trong một cái bài viết của mình năm 2008. Ngay lập tức thì bài viết của Kevin Kelly gây được một tiếng vang rất lớn, và từ đó trở đi đã trở thành cái kim chỉ nam trong cái hoạt động của dân sáng tạo trên khắp thế giới. Thông thường thì dân sáng tạo, đặc biệt là những người mới bước vào nghề, chúng ta rất hay bị choáng ngợp và sợ hãi khi nghĩ tới những con số như hàng trăm ngàn sắp, hàng triệu người theo dõi, những con số mà anh em mình vẫn thường thấy ở trên các social media, trên YouTube, trên TikTok. Nhưng thực ra để trở thành một cái creator thành công thì chúng ta không cần phải một cái con số lớn như thế. Chúng ta chỉ cần đúng 1000 fan cứng thì có thể sống thoải mái, sung túc và dư dả. Nhưng mà fan cứng thì hoàn toàn khác với fan phong trào. Định nghĩa fan cứng là như thế nào? Đấy là những người sẵn sàng chạy 300 cây số để nghe bạn hát trực tiếp. Đấy là những người mà khi bạn xuất bản sách thì họ sẵn sàng mua cả bản bìa cứng, mua cả bản bìa mềm, mua luôn cả bản sách nói. Hoặc là khi bạn xuất bản một đĩa DVD sưu tập những cái video bạn xuất bản miễn phí ở trên YouTube thì họ cũng mua luôn. Spicy meat. Yeah, boy. Họ sẵn sàng trả tiền để sở hữu những cái sản phẩm đó, không chỉ bởi tính năng của sản phẩm, mà họ còn xem đó là một cái bằng chứng cho cái mối quan hệ giữa họ với nhà sáng tạo. Cái cách tính mà Kevin Kelly đặt ra như sau: mình cần phải đáp ứng đủ hai điều kiện. Điều kiện cần là bạn phải có đủ sức sáng tạo để làm ra được video, làm ra được những bài viết, những cái sản phẩm để cho khán giả có cái cớ để mua hàng, để ủng hộ cho bạn. Với mức là $100 trên mỗi fan cứng trong vòng 1 năm, có thể là ở trong cái chủ đề mà bạn đang làm kiếm được $100 thì nó dễ, nhưng mà cũng có thể trong một cái chủ đề khác nó có thể khó hơn. Nhưng mà dù sao, dù khó hay dễ thì nó cũng là một thử thách rất là thú vị, bởi vì chúng ta vẫn thường thấy là khi mình có một khách hàng rồi, mình bán thêm được hàng hóa, bán thêm được giá trị cho cái khách hàng đó thì sẽ luôn luôn là vui hơn và dễ hơn rất nhiều so với kiếm thêm một khách hàng mới. Điều kiện đủ là bạn phải có mối quan hệ trực tiếp với 1000 fan cứng này và bạn nhận được sự ủng hộ trọn vẹn trực tiếp từ họ. Cái mô hình 1000 fan cứng này nó hoàn toàn đi ngược lại với mô hình mà chúng ta vẫn thấy trên các media truyền thống, đó là mô hình mà giữa nhà sáng tạo và fan nó luôn luôn có một hoặc nhiều khâu trung gian. Những cái khâu trung gian đó là nhà xuất bản này, nó là đài truyền hình này, nó là công ty media này này, đó là báo này. Thì trong cái mô hình cũ đó, thông thường nhà sáng tạo được nhận một cái tỷ lệ cực kỳ nhỏ, cái vai trò của khâu trung gian nó rất là lớn, thậm chí là đóng vai trò 80%, 90% quyết định sự thành công của bạn. Có thể hình dung như thế này cho dễ hơn này. Nếu mà mỗi năm mình kiếm được từ một fan cứng một ngày lương thì tuy nghe là nhỏ thôi, fan ruột của mình một ngày lương nghe có vẻ không có gì đáng kể cả, nhưng nếu bạn nhân lên 1000 fan thì nó sẽ là 1000 ngày lương. Như vậy là thu nhập trung bình hàng năm của bạn sẽ bằng gần gấp 3 lần so với thu nhập bình quân của xã hội. Tôi thấy rõ ràng chưa, cái con đường này nó khả thi hơn rất nhiều, đúng không? Có nhiều anh em khi mới bước vào nghề, mình hơi ảo tưởng sức mạnh một chút. Mình nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng đạt mục tiêu là kiếm được 1 triệu fan sẵn sàng trả tiền cho mình. Nhưng mà khi mà bạn bắt đầu bước vào nghề rồi thì bạn sẽ thấy là cái điều đó là một cái điều rất là khó khăn. Nhưng này, rất ít creator cực kỳ tài năng với những cái năng lực cực kỳ đặc biệt thì mới làm được điều này. Nhưng mà 1000 fan thì không phải là không thể. Nếu mà mỗi ngày mình chỉ cần kiếm thêm được một fan mới thôi thì để có được 1000 fan mình chỉ cần 2 cho đến 3 năm, và từ đó trở đi là mình sẽ có một cái business rất là ổn định và ngày càng phát triển hơn. Cái con số mà 1000 fan hay là $100 cho mỗi fan 1 năm thực ra thì nó chỉ là tương đối thôi. Cái mình cần nhớ ấy, là trong cái so sánh 1000 với 1 triệu ấy, thì nó nằm ở trong cái khoảng mà ít hơn cái kia 3 con số không, lại dễ hơn rất nhiều. Còn cái con số mà bạn cần nhắm tới thực sự cho bạn thì mình phải điều chỉnh theo cái hoàn cảnh của mình, theo cái chủ đề của mình và theo cái nhu cầu của mình. Chẳng hạn như nếu mà bạn chỉ kiếm được $50 cho mỗi fan 1 năm thì cần phải kiếm 2000 fan cứng. Nhưng mà ngược lại, nếu mà bạn kiếm được tới $200 một fan 1 năm thì bạn chỉ cần kiếm 500 fan thôi là đủ con số mà bạn muốn. Thậm chí là trên trong thế giới của creator đến nay đã có những cái trào lưu mới hơn, như là mục tiêu chỉ kiếm 100 fan cứng 1 năm thôi, và từ 100 fan cứng đó thì mỗi fan kiếm $1000 cho mỗi fan 1 năm lận.
quá trình mình làm video, mình sáng tạo ra content thì mình sẽ thu hút rất là nhiều kiểu fan khác nhau. Không, nhưng mà không phải tất cả các fan đều sẽ trở thành fan cứng của mình. Mình tưởng tượng như khi mình thả một viên đá xuống hồ nước ấy, nó tạo ra những cái vòng tròn đồng tâm, vòng lớn, vòng nhỏ. Thì những cái fan cứng của mình nó sẽ là cái vòng tròn nhỏ gần cái viên đá nhất. Còn những cái fan mà phong trào thì nó sẽ tạo thành những vòng tròn ở xung quanh. Những cái fan đó có thể người ta chỉ xem clip của mình một vài lần thôi. Những cái người đó có thể người ta chỉ mua hàng của mình một vài lần thôi. Ý là có những chủ đề, những người mà fan phong trào chiếm tới 50%, 60% tổng thu nhập của creator. Tuy nhiên là anh chị em mình trong trường hợp đó thì vẫn phải tỉnh táo, không được phép mất tập trung. Mình vẫn phải dành toàn tâm toàn lực để phục vụ cho fan cứng của mình. Sao lại như vậy? Vì chúng ta phải hiểu một cái điều mấu chốt là media hiện đại khác với media truyền thống ở chỗ là fan được phép quan hệ với creator và fan có quan hệ trong một cộng đồng với nhau. Cho nên người ta nhìn thấy nhau, chính những cái sự đam mê, những cái cảm hứng của những cái fan cứng này sẽ làm cho những người khác nhìn thấy và họ cũng muốn tham gia vào cộng đồng fan cứng của bạn. Tức là những cái fan cứng đó không chỉ là nguồn thu nhập trực tiếp của chúng ta, mà họ cũng chính là một cái lực lượng marketing hùng hậu cho thương hiệu của creator. Thì từ thời cổ xưa ấy, cái mô hình mặc định đã luôn luôn là người cung cấp dịch vụ, quan hệ trực tiếp với khách hàng. Thế nhưng mà cái thời đại công nghiệp nó đã nghiền nát cái mô hình đó và tạo ra những cái khâu trung gian ở giữa để cho nó nhanh hơn, nhiều hơn, rẻ hơn mà. Hệ quả của 100 năm thời đại công nghiệp là những cái khâu trung gian này ngày càng có quyền lực lớn mạnh hơn. Hệ quả của cái quá trình phân cấp này là creator nếu mà có thể gọi là thành công ấy, thì họ cần phải có một số lượng fan cực kỳ lớn. Mà nhờ cái sự phát triển của công nghệ thì đã xuất hiện những cái hệ thống thông tin ngang hàng như social media này, hoặc là những cái hệ thống thanh toán trực tiếp peer to peer, tức là từ người tiêu dùng đến trực tiếp người tiêu dùng luôn, thì đã thay đổi cái mô hình truyền thống đó. Đến thời điểm hiện nay thì bất kỳ người nào đều có thể bán hàng trực tiếp tới cho bất kỳ người nào khác ở trên trái đất. Hạ như một nghệ sĩ ở tận Phú Quốc nhưng cũng có thể bán cái bài hát của họ cho một người hâm mộ ở Hà Nội mà không có một cái hàng rào ngăn cách nào cả. Thậm chí nó còn dễ dàng hơn rất nhiều so với những cái hãng đĩa truyền thống trước đây. Cái công nghệ mới đó đã giúp creator chúng ta tạo ra và duy trì được mối quan hệ trực tiếp với các fan của mình. Nhờ vậy mà chúng ta có cơ hội để nhận được trọn vẹn sự ủng hộ của họ. Khi mà chúng ta đã nhận được sự trọn vẹn sự ủng hộ của fan thì có nghĩa là cái số lượng fan cần thiết để mình có thể gọi là thành công có thể giảm đi rất nhiều. Một đặc trưng nổi bật nữa của thời đại hậu công nghiệp là những cái tác phẩm, những cái sản phẩm dù nó bán ế đến đâu, dù nó kén người nghe đến đâu thì nó cũng chỉ cách những cái sản phẩm bán chạy nhất chỉ một cái click chuột thôi. Ngay từ những cái thời đầu tiên khi Internet mới ra đời thì những nhà phân phối khổng lồ như Amazon hay là Netflix, người ta đã sớm nhận ra rằng là tổng doanh thu của những cái sản phẩm bán kém nhất đấy nó cũng bằng hoặc thậm chí là lớn hơn so với những cái sản phẩm hàng đầu. Tiếp này đã được đặt tên là chiếc đuôi dài, tức là cái biểu đồ phân phối tự nhiên trong bất kỳ ngành nghề nào nó cũng đi theo cái hình như thế này. Xuống thấp dần, ở phía bên này là một cái đuôi gần như dài vô tận, tập hợp những sản phẩm bán kém nhất, bán ế nhất. Còn phía đầu này là cái đầu của những cái sản phẩm gọi là những con quái thú khổng lồ. Mà tổng doanh thu của rất nhiều sản phẩm ở phần đuôi này cũng không hề thua kém so với tổng doanh thu của một số ít sản phẩm bán chạy nhất này. Khi những cái nhà phân phối khổng lồ đó họ nắm được cái bí mật này, cho nên họ mới phát minh ra những thứ mà ngày nay chúng ta gọi là thuật toán, gọi là hệ thống đề xuất, để họ điều phối sự chú ý của khán giả, của người tiêu dùng xuống đến những cái sản phẩm bán kém này. Trước đây những cái sản phẩm bán kém này không có một cơ hội nào tiếp xúc với thị trường, tại vì những cái kệ hàng hóa, cái diện tích trưng bày luôn luôn là thiếu thốn. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì tất cả những cái sản phẩm bán kém này nó đều có cơ hội bình đẳng trên thị trường so với những sản phẩm bán chạy kia, chỉ cách nhau một cái click chuột thôi. Một câu hỏi đặt ra là nếu mà các cái khâu trung gian, những nhà phân phối, những công ty đó họ phát hiện ra cái concept này, họ lại bước chân vào, họ cạnh tranh thì sao, làm sao mình chống đỡ nổi. Nhưng mà thực ra thì những cái khâu trung gian đó thông thường họ lại rất yếu trong việc quan hệ trực tiếp với fan. Chúng ta thấy là những nhà xuất bản hay là những siêu thị hay là những nhà phân phối, họ không có những cái thông tin cơ bản nhất về khách hàng, bởi vì cái cấu trúc của họ rất là cồng kềnh, rất là to lớn, nhiều tầng, nhiều lớp khác nhau, cho nên họ không có cách nào mà biết được, tìm hiểu được cái nhu cầu cũng như là cung cấp dịch vụ tới những cái ngách nhỏ đó cả. Cho nên là trong những ngách nhỏ này, đây là cơ hội của riêng nhà sáng tạo cá nhân chúng ta, những cái fan cứng của những cái nhu cầu đặc biệt, những cái sở thích rất là quái dị,
đó là cơ hội của một mình riêng bạn. Có rất nhiều creator không muốn làm việc với fan, thậm chí là có nhiều người không nên làm việc với fan. Đối với những người đó thì có lẽ tốt hơn hết là họ cứ tập trung vẽ tranh hay là khâu vá hay là làm nhạc thôi. Còn cái việc mà quan hệ với fan thì có thể giao cho một người khác. Nếu mà trong 500 anh chị em Việt creators chúng ta, nếu mà mình cảm thấy mình là con người như vậy thì bạn hãy suy nghĩ tới việc là đi tìm một người khác rồi mang họ về với team của mình. Có lẽ đó là một sự kết hợp hoàn hảo cho quá trình sáng tạo của bạn. Thậm chí là nếu mà bạn đã tiến xa đến mức như vậy thì bạn có thể đi thuê những cái công ty chuyên nghiệp khác hơn để làm việc đó cho bạn. Nhưng mà bạn lưu ý nhớ rằng là một khi mà mình đã đụng tới những cái công ty, những cái khâu trung gian lớn ấy, thì nó lại có khả năng trở về với cái mô hình truyền thống kia, có nghĩa là người ta làm sẽ không tốt bằng bạn làm. Một cái lợi của mô hình 1000 fan cứng tức là mình không cần phải hy sinh tất cả mọi kênh khác để đi theo cái con đường này. Chẳng hạn như mình thấy là nhiều gamer hàng ngày người ta vẫn lên YouTube, lên Facebook để livestream game, để quan hệ với fan của mình. Đấy là con đường 1000 fan cứng. Nhưng đồng thời khi có cơ hội họ vẫn lên sóng truyền hình để tham gia vào những cái chương trình mà phổ biến hơn cho công chúng. Tức là tùy theo mục đích của content, chúng ta có thể lựa chọn cái kênh phù hợp để tiếp cận với khán giả. Trước đây thì khi bạn có một cái đam mê, một sở thích hay là một tài năng gì đó mà muốn được cho nhiều người biết đến ấy, thì không có cách nào khác, bạn phải thông qua những cái khâu trung gian, gửi với tới những cái đỉnh cao mà tỷ lệ thành công rất là thấp. Bạn phải tạo ra những cái bài hát hot nhất, phải tạo ra những sản phẩm bán chạy nhất, phải luôn luôn nhắm tới những cái như là top trending ở trên YouTube chẳng hạn. Nhưng mà giờ đây chúng ta có một cái con đường khác là 1000 fan cứng. Bạn chỉ cần tập trung tất cả nỗ lực của mình để quan hệ với 1000 người này thôi, thì bạn đã nắm chắc cái khái niệm này trong tay rồi và quyết định sẽ dấn thân để đi vào cái con đường sáng tạo, làm video để làm cho mọi người biết đến mình. Thì cho dù trên con đường đó bạn kiếm được bao nhiêu fan thì xoay quanh bạn sẽ tạo thành một cái vũ trụ mà nó không phải là những cái phù hoa của showbiz. Mình biết là rất là nhiều creator cũng không thích những cái đó. Thay vì những cái đó thì bạn sẽ được xoay xung quanh là những cái con người mà sẽ trở nên những người bạn thân thiết của mình, những người bảo trợ cho mình, những người mà mình biết mặt, biết tên. Nice. Quên mất còn một điều nữa, nhân nhắc tới fan cứng thì mình cũng xin thông báo tới 500 anh chị em là trong thời gian tới mình sẽ mở cái chương trình membership trên kênh Việt Creators. Hy vọng là chương trình này sẽ tạo điều kiện cho mình phục vụ tốt hơn cho 500 anh chị em, đặc biệt là những fan cứng của Việt Creators. Nếu anh chị em nào quan tâm thì hãy giúp mình bằng cách điền vào cái biểu mẫu khảo sát chương trình membership, mình để link ở trong phần mô tả của video. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo của Việt Creators.